Xin chào mọi người, nay mình mới về thêm sản phẩm đó là điện thoại Nokia 2003. Hiện tại website mình đang bán là alophone.vn. Như tiêu đề bên mình đã viết là đây là video lần cuối cùng mình viết về điện thoại Nokia 2003. Hiện tại thì hàng nay nó về được 100 máy thì mình chỉ bán nốt được, tại là mình nghỉ thôi nha. Tại vì những cái dòng này thì bây giờ nó thị phần của nó rất là ít, nên là mình chỉ bán cho mấy anh em sưu tầm hoặc lớn tuổi mua thôi. Mấy cái em nhỏ thì em không mua cái loại này nữa rồi. Website mình đang bán là alophone.vn, anh em nào muốn mua thì có thể truy cập tại website đó để mua. Mình sẽ để ngay đường link bên dưới. Cái này thì những cái mã email hoặc là sườn thiết người ta làm lại mới hết rồi nha, nên cái mã email nó không trùng nữa. Mọi người có thể mở ra kiểm tra ngay ở trong cái phần trong này. Nhưng mà nếu mà anh em mình khuyến cáo là không nên mở nhá. Tại vì những cái nắp gãy, nắp ngàm ở đây này, những cái nhựa ở đây nó rất là mỏng. Mình mà mở ra không cẩn thận nó gãy mất. Ở đây thì cái bo máy bên trong của nó rất là sạch và đẹp. Thì anh em nhìn thấy đây rồi, thì mình bán là hàng đảm bảo cho mọi người. Đây nó răng cao su thứ này, nó chống bụi. Bảo hành cái này lên tới thời gian là 1 năm nên cho anh em nha. Anh em sử dụng thì có thể bảo hành qua website mình gửi ngay cái thẻ bảo hành nhé. Anh em phải truy cập tại đó để gửi bảo hành trong vòng 1 năm. Đổi thì cứ gửi lại thôi. Cái này thì pin của nó là pin 5C Nokia 1020. Pin này thì có loại pin 10.000, 20.000, 30.000, có nhiều lắm nhá. Mọi người mua thì để ý một chút. Pin này là loại pin tốt rồi, mình bán lẻ cho mọi người là 70.000. Thì có bảo hành cả pin, pin bảo hành theo máy luôn nhá. Còn nếu mà anh em hư thì anh em có thể gửi lại cho bên mình. Nhấn đại ngày giờ đi nhá. Này là ngày 14 tháng 11 2021. Rồi, đó. Đây thì cái màn hình của nó rất là sắc và đẹp. Tuy là màn hình trắng đen thôi nhưng mà độ nét nó rất là cao. Máy này là máy màu xám, màu đen thì gọi là màu đen đi nha. Và máy màu trắng không. Ở đây thì những âm thanh của nó thì mình có thể nghe thử âm thanh kiểu chuông mức 5. Rồi mình thử xem cái mức của nó như nào nha. Đó, đèn nền theo nhịp điệu cái thứ ngày xưa thì nó chỉ đơn giản thôi nhưng mà rất là. Mình sẽ gọi qua nha. Mình sẽ gọi qua thử xem mức chuông to nhất này. Đó, máy màu hồng mình rất là nổi nha mọi người. Mình cũng rất thích màu đen nhưng mình thích màu hồng hơn, nó nổi. Con trai con gái dùng nó hết nha. Đó. Độ rung của nó nếu mà anh em đi đường bỏ túi thì rất là hay. Không sợ bị cục gói nhỡ. Ôi, cái máy này chỉ có vi vậy thôi. Đây là video cuối cùng về Nokia 2003 nha. Mình cũng sắp tới là mình cũng ít thời gian đấy, mình cũng không quay video con này nữa rồi. Xin chào và lại video tiếp theo.